Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Cách đây ít ngày, mạng xã hội xôn xao hết trả lên với loạt ảnh mùi mẫn trong quán bar của Minh Hằng và Quốc Trường. Cũng từ đây, tin đồn hẹn hò của cặp đôi bắt đầu nổ ra, thu hút sự chú ý của dư luận. Điều này khiến nhiều fan vừa mừng mà cũng vừa tiếc nhẹ ấy là vì thuyền Quốc Trường, Miru bỗng dưng, chìm nghiễm. Thế nhưng ai ơi chớ vội buồn, vào ngày 23 tháng 4... Miru vẫn có động thái nhằm thể hiện tình cảm với Quốc Trường vào đúng dịp sinh nhật của nam diễn viên đây này. Miru công khai gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Quốc Trường. Theo đó, Miru công khai đăng ảnh đôi và gửi lời chúc mừng cực đáng yêu tới Quốc Trường, chúc mừng sinh nhật hot boy 15 tuổi Nguyễn Quốc Trường. Ngay lập tức, Quốc Trường cũng đáp lễ, tình tin đồn một thời bằng một chiếc like âm thầm. Có thể thấy, sau khi phủ nhận hẹn hò. Quốc Trường và Miru vẫn giữ quan hệ anh em, bạn bè thân thiết. Khung hình đôi siêu đáng yêu của Miru, Quốc Trường khiến Netizen không khỏi thích thú. Cách đây ít hôm, Quốc Trường bị tóm gọn bằng loạt khoảnh khắc mùi mẫn với Minh Hằng tại quán bar. Tuy nhiên, cả hai đã lên tiếng phủ nhận hẹn hò không lâu sau. Chưa rõ, thuyền Quốc Trường, Miru sau ồn ào trên đã chìm hẳn hay chưa nhưng rất nhiều fan vẫn còn ủng hộ cặp trai tài, gái sắc này ảnh sưu tầm facebook nhân vật